Angela Phương Trinh chia sẻ cách trị ung thư bằng niệm Phật. Đã có rất nhiều người đau khổ vì ung thư, nhưng khi nghe lời khuyên của Tăng Ni về nhà chuyên cần lạy Phật sám hối, vậy mà bệnh tình thuyên giảm rõ rệt, sống vui khỏe trở lại. Ta nên đặt tay vào khối u mà tụng kinh hoặc trì chú của Phật, nói chuyện với khối u, khuyên khối u quy y Phật Pháp Tăng, rải lòng từ bi với khối u, cầu cho khối u siêu thoát. Vậy mà khối u sẽ dần dần biến mất. Nếu là ung thư máu, ung thư xương, ung thư phổi, ung thư gan, thì ta cứ lạy Phật sám hối mãi cũng sẽ hết. Ta chỉ nên hỗ trợ bằng thuốc thảo mộc mà thôi. Đừng dùng hóa dược, phản ứng phụ nguy hiểm hơn. Người bệnh ung thư nên ăn chay để không chiêu oán thù với chúng sinh thêm nữa. Người này cũng nên đem cả cuộc đời còn lại của mình mà phụng sự cho mọi người, cho đất nước, cho thế giới. Vì xem như mình đã chết rồi, bây giờ cuộc sống thêm này là của trời đất, không phải của mình nữa. Xin cầu nguyện cho pháp giới chúng sinh tiêu tai kiết tường và giác ngộ. Bên trên là nguyên văn của Angela Phương Trinh chia sẻ. Cuối bài viết, cô cũng không quên nhắn gửi: rất mong bạn cùng chung tay chia sẻ tài liệu bổ ích quý giá này đến mọi người. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Đi Sô ha ha.